Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tech Cà Phê, và trên bàn của mình đây chính là chiếc Asus VivoBook với tên mã là M3401. Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới của Asus được giới thiệu trong năm 2021 với đối tượng khách hàng chính, đó chính là những bạn content creator nghiệp dư. Và để xem chiếc máy này có gì hay, các bạn sẽ biết ngay sau intro. Đầu tiên chúng ta sẽ nói sơ qua về đối tượng khách hàng. Hẳn các bạn là những bạn làm content creator, các bạn đang có thể là làm video, vlog, các bạn là những nhiếp ảnh gia nghiệp dư, hoặc là thậm chí các bạn có thể là những nhà lập trình game. Và khi các bạn cần tìm mua một chiếc laptop thì việc đầu tiên các bạn sẽ suy nghĩ đến đó chính là nó phải có một cái màn hình đẹp để các bạn có thể hiển thị tất cả những gì mà các bạn muốn sáng tạo lên trên cái màn hình này. Cái thứ hai là các bạn sẽ cần một cái máy có cấu hình cao với CPU đủ mạnh, dung lượng RAM và SSD đủ lớn để các bạn có thể chứa được những cái tác phẩm của mình. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế có thể là nó trendy, nó phù hợp với xu thế hiện tại, hoặc là nó gọn nhẹ để các bạn có thể mang ra ngoài để các bạn làm việc. Và đây là một sản phẩm mà sẽ dành cho các bạn. Nói về cấu hình thì chúng ta sẽ có con CPU Ryzen 7 5800H. Đặc biệt ở đây đó chính là việc nó là một con VivoBook nhưng mà được trang bị chip H, vốn thường các bạn sẽ thấy trên những dòng gaming. Do đó thì đây là một lựa chọn mà các bạn có thể cân nhắc khi các bạn cần tìm mua một chiếc laptop có cấu hình cao và nó vẫn giữ cho mình một cái thiết kế trong khoảng 14 inch gọn nhẹ và thanh lịch để các bạn có thể mang ra ngoài. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có dung lượng RAM là từ 8 hoặc là 16GB và dung lượng SSD ít nhất là 512GB, đủ để các bạn có thể làm những cái tác vụ mà sáng tạo các bạn có thể thường hay sử dụng, ví dụ như là Premiere, Photoshop, hoặc là các bạn có thể lập trình game, lập trình ứng dụng cho này rất là thoải mái. Một cái điểm mình còn lưu ý nữa đó chính là việc cái máy này được trang bị màn hình OLED, nó sẽ giúp cho các bạn có được cái hiển thị tốt hơn. Các bạn cũng biết rằng màn hình OLED thì sẽ có độ phủ màu rất là cao. Chúng ta sẽ có cái độ phủ màu đo đạt được là khoảng 100% DCI-B3, tức là bao phủ 100% cái chuẩn màu điện ảnh mà các bạn dùng để các bạn làm phim, và nó cũng sẽ bao phủ luôn 100% độ phủ màu sRGB. Cho nên là tất cả những cái gì mà các bạn cần hiển thị khi mà các bạn làm những cái nội dung số, ví dụ như là post video lên YouTube hay là post những hình ảnh lên Facebook, thì hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Màn hình này cũng sẽ có tỷ lệ là 16:10 với độ phân giải là Full HD cộng và tần số quét 90Hz, cho nên là các bạn sẽ có một cái trải nghiệm rất là mượt mà, kể cả khi các bạn lướt Facebook, các bạn soạn nội dung cho này. Và nó là một cái màn hình rất là tốt để các bạn có thể vừa giải trí vừa chơi game. Còn nếu như các bạn không phải là những nhà sáng tạo thì sao? Đây cũng là một sản phẩm cực kỳ phù hợp với các bạn. Tại vì với cái màn hình này thì các bạn hoàn toàn có thể nhận được toàn bộ những cái nội dung mà những nhà sáng tạo muốn gửi đến các bạn. Ví dụ như các bạn muốn xem phim, những bộ phim bom tấn trên Netflix, thì đây cũng sẽ là một sản phẩm có màn hình tuyệt vời để các bạn có thể trải nghiệm tất cả những gì mà nhà làm phim gửi đến các bạn. Một điểm mình muốn chia sẻ nữa đó chính là việc cái máy này có rất là nhiều cổng kết nối. Chúng ta sẽ có bên cạnh bên trái là hai cổng USB Type-A. Bên phải chúng ta sẽ có thêm một cái cổng nguồn, một cổng USB Type-A nữa, một cổng HDMI, một cổng USB-C, một cái khe thẻ nhớ microSD và một cái cổng tai nghe. Do đó thì theo mình thấy tất cả những cổng kết nối này đã đủ cho nhu cầu sử dụng các bạn hàng ngày. Mặc dù cái máy này có cái form rất là mỏng, chúng ta sẽ có cái cân nặng khoảng là 1.4kg và cái độ mỏng chỉ khoảng 19mm mà thôi. Nhưng mà gần như là các bạn sẽ có tất cả những cổng kết nối ở đây mà không cần phải sử dụng một cái dock gì cả. Ở cạnh trên thì chúng ta sẽ có một cái webcam luôn, rất là phù hợp trong xu thế work from home cũng như là học online hiện tại. Về phần bàn phím thì chúng ta sẽ có bàn phím dạng chích lẹt và sẽ có luôn đèn nền cho các bạn ha. Bàn phím này sẽ có hành trình phím là 1.4mm, nói chung là đủ để chúng ta gõ và gõ rất là thoải mái trên bàn phím này. Layout cũng rất là rộng rãi cho nên bạn nào không biết code lên đây cứ thoải mái không sao hết nha. Về cái phần touchpad thì cũng rất là to luôn. Asus có nói đây là một trong những cái laptop VivoBook mà có cái touchpad lớn nhất hiện tại. Về cấu hình thì như hồi nãy mình có chia sẻ thì nó sẽ sử dụng CPU AMD Ryzen 7 5800H, và CPU này có thể ăn đến 50W điện. Và để giải tỏa được cái năng lượng, cái nhiệt lượng mà CPU tỏa ra thì Asus cũng cung cấp hai cái quạt và nó sẽ thổi ở phía sau để mà giải tỏa toàn bộ mức nhiệt lượng sinh ra trên máy này. Thì theo như mình test nhanh đó, thì trong lúc mà mình sử dụng những cái tác vụ đơn giản cũng như là lúc mình render thì cái máy nó không bị hiện tượng quá nhiệt và nó hoàn toàn có thể cân tốt được cái mức TDP là 50W mà Asus đã trang bị.
Có thể nói đây là một trong những chiếc laptop rất là phù hợp cho những bạn học sinh sinh viên, những cái bạn mà bắt đầu làm content creator muốn tìm cho mình một cái máy đủ mạnh, một cái màn hình đủ đẹp để mà chúng ta có thể sáng tạo trên đó. Các bạn nghĩ sao về cái máy này? Các bạn vui lòng comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.